Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cộng đồng Glow Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái clip cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó chính là... gì đấy? Anh em trong team gì anh không quan tâm tới em Út gì hết á. Sao trời, muốn hỏi sao nữa. Coi nè, cái đôi nhà em nè, đó. Ui. Thấy không? Một cái vết ta đùng. Đây, đây là điểm quan trọng nè. Rập. Nó lùng một lỗ rồi giờ sao? Ui, nó... Nhưng mà sao anh không chăm lo, anh không là quan tâm em Út gì hết. Đáng lẽ là thấy em Út như thế này là anh phải... Ồ, bún bò ơi, em muốn mua giày đâu, mua cho em một đôi. Đúng không? Ủa sao lúc trước em nói là kinh tế tự chủ, nhà anh đi tiêu mà. Không biết. Ý là cũng phải hỗ trợ em chứ, phải hỗ trợ em. Được, được, được. Thì nói chung em cũng là em Út trong nhà, đúng không? Giờ em có nhiều, anh hỗ trợ em. Em có... 500. Bây giờ thì đúng không? 500 em cầm đã cho em mua mấy đôi giày như là em sọng giày Asia em đi được rồi mà. Mang mấy đôi đó cho chặt chân tôi hay gì, anh muốn cái chân tôi bị lật sơ mi đúng không? Là thiếu thương dữ chưa? Anh không có ý đó. Trêu em xíu. Đôi này đúng không? Ok chưa? Xin gửi cho em gái rượu bún bò một đôi giày cực kỳ mới Taro 2024. Cái tờ 500 của em đúng không? Em mua anh còn thối lại cho em nữa cơ. Thối lại luôn hả anh? Đúng rồi. Mà từ từ, chưa hết đâu. Đấy, chúng ta có tận 6 mẫu cơ. Vậy thì chúng ta cùng review giày Taro năm 2024, một trong những mẫu giày rẻ top hàng đầu Việt Nam. Tổng cộng có 6 đôi giày, nhưng mà chúng ta chỉ có 2 mẫu thôi nha. Đó chính là TR024-1 và TR024-2. Đây là mẫu giày của hãng Taro, TR viết tắt chữ Taro và 024 là đại diện cho năm ra mắt. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thể là có những mẫu giày như TR025, 26, 27, 28, hiểu không? Đó. Và cứ mỗi mẫu này của chúng ta sẽ có 3 phiên bản màu nha. Vậy thì trước tiên chúng ta đến với mẫu TR024-1 trước nhá. Thì với mẫu TR024-1 này chúng ta sẽ có giá là 499 cành mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng được trang bị một cái hộp phải nói rất là xịn sò, rất là đẹp. Khi các bạn thấy á, những cái đôi giày tầm giá rẻ của nhà Kawasaki hay là của Kombu đấy, chúng ta sẽ được đi kèm theo là một cái túi rút thôi, chứ không phải được một cái hộp giày như thế này. Thì khi mà chúng ta có một cái hộp giày á, thì nhìn nó cũng sang hơn, cũng xịn hơn. Rồi chúng ta order hàng về, nó ở trong một cái hộp giày đỉnh thế này, đẹp. Nó cũng bảo vệ được mình hơn. Bảo vệ đôi giày bên trong hơn. Với lại mình nhìn vô mình cũng muốn nhận liền. Với một cái hộp này thì anh em hoàn toàn có thể tận dụng là để đồ trang trí hay giống gì trong nhà nữa. Đó, bây giờ mở ra trước đi. Anh cho em đặc quyền mở ra chứ. Màu gì đây, màu gì đây? Wow. Màu xanh này. Xanh à, đây trước tiên nha. Đối với những cái đôi giày Yonex đi, đúng là chúng ta sẽ có một cái tấm gọi là giấy thôi, mỏng dính nhìn dinh. Mở ra cái một loạt rách với mẫu giày của Taro 024-1 thì chúng ta sẽ có một tấm dù thế này. Đó, nhìn nó cũng sang hơn một chút, với lại cái này nó cũng bền hơn nữa ha. Rồi, thì chúng ta sẽ tổng cộng có 3 màu như thế này. Đầu tiên là màu xanh, xanh ngọc. Đó, còn đây là màu trắng kết hợp với là một cái đế màu tím tím này rất là xinh. Và thêm cái nữa là chúng ta sẽ có màu đen kết hợp với màu đế vàng. Đó, thì màu này chúng ta sẽ cảm giác nó mạnh mẽ hơn đúng không? Nếu mà giữa ba màu này thì bún bò thích màu nào nhất? Tuy nhiên là em cầm màu này trên tay rồi, em rất là thích màu này nha. Kiểu nó cuốn khúc á, cảm giác nó bí ẩn làm sao ấy. Nói chung là cái màu này nó cảm giác cho em cái sự bí ẩn rồi đó, nói chung là lôi cuốn. Giữa cả ba màu này thì nam nữ chúng ta đều mang được hết. Đây, để anh mượn một đôi này để anh review ha, em cầm đi. Đấy, đây nha, đây nha. Đây thì các bạn nhìn này, em nhìn kỹ vào đây này. Cái đầu mũi giày của chúng ta ấy, chúng ta sẽ được thiết kế bo tròng chút xíu để khi mình di chuyển trên sân đúng không? Những cái đầu ngón chân của mình này thì sẽ chụp vô, nó sẽ trượt vào thế này. Thì với những cái đầu tròn á, nó sẽ làm cho mình nó hạn chế bớt đi ở đâu những cái phần ngón chân. Đó là một cái form chuẩn của giày cầu lông. Thêm nữa, ở mẫu TR01 này, lớp da bên ngoài ấy, nó sẽ là một lớp da PU. Cái lớp da này ấy, nó sẽ làm cái gì? Làm bớt đi cái sự hao mòn khi mà chúng ta di chuyển trên sân đấu. Cái này mình phải thú thật là bất kỳ đôi giày nào khi mà các bạn thi đấu, di chuyển trong thời gian dài, nó cũng sẽ đều bị mòn hết. Đây là mình lấy lại đôi giày của bún bò cho bạn xem. Đúng không? Giày của bún bò các bạn nhìn thấy này. Khi mà di chuyển thời gian dài thì cái phần trên này chúng ta sẽ bị
mòn đi. Nếu mà với lại vải ấy, chỗ này mà vải này thì nó sẽ có thể rách luôn. Nhưng mà đối với những cái giày thế này, chúng ta có thêm một lớp ở đây, nó sẽ chống mài mòn một chút, đúng không? Làm tăng độ bền của giày của chúng ta. Thiết kế của đôi giày ấy, em nhìn thấy à, nó sẽ có rất nhiều cái lớp vải thăng khí ở đây. Chúng ta sẽ thoải mái nhất khi mà đeo lên sân, không lo bị nóng, không lo bị bức bí ở trong chân, đúng không? Được cái nhiều vải này á. Dạ vâng. Nó làm được cái gì em? Đối với em biết. Đỡ tức cái chân mình hơn đúng không? Đỡ tức chân, có nghĩa là nó sẽ mềm hơn. Mẫu giày này nó sẽ mềm hơn các bạn nha. Cái mẫu TR02 kia thì nó sẽ cứng cáp hơn. Lát nữa mình sẽ review sau. Thì với mẫu này nhiều lớp vải hơn, làm sẽ mềm hơn cho chúng ta thanh thoát khi chúng ta di chuyển. Đến tiếp tục thì ở phần đế em sẽ có một lớp đế giữa nè, chỗ này nè. Đó, em sờ vào đi, em sờ vào. Rồi em bấm vào. Nhận ra chưa? Cái đế này nó sẽ là một phần đế mềm các bạn nhá. Thì khi mà một cái lớp đế giữa nó mềm một chút thế này là nó sẽ hấp thụ chống sốc. Đó, làm cho chúng ta sẽ đỡ bị gọi là áp lực lên gót chân này, lên bàn chân này. Với cũng như là nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó, nó trợ lực lại cho chúng ta khi chúng ta di chuyển, khi mà chúng ta nhảy. Các bạn nhìn thấy này, em mở ra, đó, nhìn giống carbon ha. Không thì mình thú thật ha, cái này không phải carbon đâu, giày 499 cành mà có carbon nữa thì là đúng nhà sản xuất không còn gì để ăn nữa. Thì mình chê thôi. Thì cái tấm này nó sẽ là một tấm nhựa cứng. Đệm nhựa cứng này sẽ giúp công việc là chống xoắn nha. Nhựa cứng này sẽ chống xoắn cái giày của chúng ta. Nên là nếu mà những đôi giày bình thường đúng không, đặc biệt là giày bóng đá hoặc là những cái đôi giày mà đế nó mềm quá ấy, thì chúng ta ghi vặn vào thì đôi giày của chúng ta sẽ bị xoắn lên luôn. Nếu mà bị xoắn á thì nó sẽ không làm một cái form giày cứng cáp, mà trong khi cầu lông là một cái bộ môn mà nó yêu cầu sự di chuyển sang hai bên rất là nhiều, nên là đế giày chúng ta cần phải hơi cứng cáp một chút xíu, tránh đi những cái việc là bị lật sơ mi ha. Và cuối cùng thì là một cái mặt đế. Đố bún bò biết đây là thiết kế gì? Thiết kế tổ ong. Hexarib Soul thì cái thiết kế này là lấy của thiết kế của nhà Zonet các bạn nha. Và với thiết kế Hexarib Soul này, nó sẽ giúp cho đôi giày của chúng ta bám mặt sân hơn 3% so với những mặt đế thông thường. Em nhìn ở phần đế này, chúng ta sẽ có cái từ là non-marking. Non-marking thì đây chính là một cái công nghệ về phần đế ha, làm cho giúp cho chúng ta là khi di chuyển ấy, nó sẽ không để lại cái vết đen. Gần như tất cả những cái đôi giày mà nó hỗ trợ cho cái bộ môn chơi trong nhà bắt buộc đều phải có cái công nghệ đế là non marking. Thì khi di chuyển ấy, nó sẽ không để lại bất kỳ một cái vết đen nào ở trên sân. Đó thì hạn chế đi cái việc mà đợt trước chúng mình đã có một clip nói riêng về vấn đề này. Ta-da! Đây là chúng ta sẽ có 3 mẫu giày của TR-04-2 ha. Xem nó khác gì so với lại mẫu số 1. Mời em. Rồi em unbox nha. Đen trắng. Đỏ trắng. Cũng là màu trắng. Nhưng bỏ vàng trắng. Thì cả ba đôi mã TR02 này là nó đều có thiết kế là màu trắng làm chủ đạo hết. Xay vào đó là chúng ta sẽ có những cái màu điểm thêm. Như là đây là chúng ta sẽ có màu đen, là đế nó cũng là màu đen luôn. Đây là đôi màu đỏ, đế nó sẽ sự kết hợp giữa đỏ và đen ở đây. Còn đây là đôi giày có thiết kế là màu đỏ kết hợp với màu vàng, đế phun vàng luôn ha. Tất cả những công nghệ nó sẽ giống với lại mã TR01, nhưng nó khác ở phần thiết kế ở đây này. Em lấy một đôi kia cho anh đi. Ở mẫu số 1 nó sẽ có rất là nhiều lớp gọi là vải thoáng khí. Với mẫu số 2 thì nó được thay phần này bằng lớp da BU hết luôn. Bởi thế nên là khi chúng ta di chuyển với đôi mẫu số 2 là chúng ta sẽ chắc chân hơn, nhưng nó sẽ hơi cứng hơn một chút nha. Lúc đầu chúng ta đi có thể hơi cứng một chút xíu, nhưng về sau chúng ta sẽ cảm giác quen dần và nó cũng sẽ mềm ra. Ta-da! Và đây là tổng cộng tất cả 6 mẫu giày mà mình vừa review qua cho các bạn. Thì tóm gọn lại, mẫu giày TR-04 cả 1 và cả 2 đều là những mẫu giày chuyên dụng dành cho bộ môn cầu lông. Đó, anh em mà kinh tế mà kiểu chưa vững này, hay là anh em muốn mới nhập môn đi, anh em newbie đi, muốn có một đôi giày chuyên đúng chuẩn về cầu lông để di chuyển cho nó tốt này. Cái thứ hai là mình đánh đỡ bị đau chân. Đó thì ok, hoàn toàn chọn giày TR-04 cả 1 và cả 2 nha. Riêng bún bò đi, bún bò sẽ thích mẫu giày nào hơn? Em thì cái nhà em sẽ thích cái mẫu của TR-024-1 hơn, cái màu này. Nhưng mà về gọi là về thiết kế thì em vẫn thích cái TR-024-2 hơn. Bởi vì cá nhân em á, là thường thường á, em mang giày thì em thích một cái đôi giày nó chắc chân hơn. Em về một cái đôi giày nó thanh thoát, bởi vì cái đôi giày chắc chân á thì ok, mang lúc đầu á thì mình sẽ thấy nó hơi cứng đúng không? Hơi đau chân xíu. Nhưng mà mang về lâu về dài nó sẽ fit mình hơn. Với lại này là đôi giày chắc chân thì em sẽ cảm thấy nó an toàn hơn một cái đôi giày mà nó sẽ hơi thanh thoát, mà người ta gọi là cũng hơi lỏng lỏng đấy. Nó mềm quá đúng không? Thì đây là ý kiến của bún bò. Còn cá nhân với Lê Trung Tú ấy thì thật ra mình vẫn thích mẫu số 2 hơn một chút xíu. Tại vì đúng là
khi mà một đôi giày cầu lông á, nó có những cái lớp da BU nhiều thế này nè, thứ nhất là sẽ bền hơn, cái thứ hai là cái chân khi chúng ta di chuyển nó cũng sẽ cứng cáp hơn, đúng không? Đỡ đi những cái phần nào mà gọi là sơ mi. Nhưng với mẫu TR01 ấy thì anh em cũng đừng có lo lắng nha. Thấy mình cứ chọn TR02 xong là cứ thấy TR01 không ngon, nhưng thật ra TR01 nó vẫn ngon. Được một cái á là nó sẽ thoáng khí rất là nhiều, anh em sẽ đi không bị bí bắt chân, nhưng không như mẫu này. Đấy, anh em nào ra mồ hôi chân nhiều hay bị nóng chân, ghét cái việc mà chân mình nó nóng nóng ấy. Thì em tự nhiên anh nói cho em muốn chặn lại, quá chân em nóng lắm. Không phải đâu, do bốn mùa bị tội. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho Lê Trung Tú cùng với lại là Búng Bò một like và subscribe kênh, cũng như chia sẻ video này đến cho những người bạn của mình để lựa chọn cho mình những mẫu giày giá rẻ mà có chất lượng TR024 sạc 1 và sạc 2.